Bay từ Việt Nam sang chủ yếu đi đang Craigslist với bạn hiền của chúng ta. Bay mà quách cho những người ở Việt Nam luôn hạnh phúc ống no. Yeah. May mà du hôm qua ông Trần Anh Lên về thăm á. Đấy. Ok không? Bắt tôi vô một cây, bắt lên một cây, ăn xong 3 ngày sống ăn tiếp. Ăn xong 3 ngày sống ăn tiếp. Hai con tôm hùm. Trời ơi, hấp dẫn quá luôn mọi người ơi. 8 con 7 con. Mọi người ơi, coi cái cây kia nè. Thịt bò à, cái phải khủng long đâu hả? Quá là ngon luôn mọi người ơi. Louis 13 nữa, đây là chai rượu 4.000 đô. Ăn cái này xong là coi như là 3 ngày sau mới đối mặt tiếp tục. Khỏi được ăn nhiều, mất công lắm. Đúng rồi. Mất công nó chịu nặng lắm á. Chịu nặng. Đây mọi người ơi. Wow. Giỏi quá, đưa vào con mình ơi. Đó, ông làm bùa vô trước khi mình ăn cái gì à? Ô mày hết ngon quá anh ơi. Đó, anh rất là ngon quý vị ạ. Anh vẫn nuôi anh sao như vậy? Cứu tao lên. Phim ảnh. Happy for Christmas and a happy new year. Merry Christmas. Merry New Year to everybody. Okay. She remember roll out the window. Merry Christmas. Hi. You don't remember me? Yes, you're going to for sure. Yes. All right. Okay. Thank you. Đây là nhà của tỷ phú. Xin chào mọi người đến với kênh Quang Lê Lifestyle. Ngày hôm nay Quang Lê ăn Noel đến nhà một người bạn. Một nhà là tỷ phú. Và hôm nay có một chef cook nấu trong nhà luôn. Đây là một cái bếp nha quý vị. Đây, có gà nè. Quay từng món một nha. Cơm bò đổ từ đây. Dạ, từng món một. Đây là món lobster quý vị nha. Thì cua này là king crab nha. Cua hoàng đế nè. Lobster này nguyên con nè. Hôm nay là chúng tôi chuẩn bị 50 con nha quý vị. Merry Christmas. Merry Christmas. Yes, thank you. Hello, I'm Merry Christmas to you. Hello, I'm. How are you? I'm doing good. Yeah. Everybody wear red. Me too. Yeah, yeah. Burgundy. You. Yeah, burgundy. Still red. This is Phật Tuấn Du. Hi, Merry Christmas. Có phải hôm nay Quách Tuấn Du bay đường xa xôi qua để thăm anh Quang Lê không? Yeah, bay từ Việt Nam sang chủ yếu đi ăn Christmas với bạn hiền của chúng ta. Vậy đó hả? Và chúc cho bạn hiền một cái Giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc bên người thân của mình tại hải ngoại. May mà Quách cho những người ở Việt Nam luôn hạnh phúc ống no. Yeah. May mà du hôm qua ông Trần Anh Lên về thăm á. Đấy, thường là Christmas là mọi năm là đi hát hoặc là đi đâu không ạ? À? Yeah. Tự nhiên hôm nay dành thời gian với là family. Hôm nay đến với một người bạn rất là thân. Đó là ca sĩ Đức Tuyền và ông xã là Gerald Williams. Đây là hai người rất là trân quý và hôm nay đến đi chơi nè. Mà rất hiếm hoi là Quách Tuấn Du với là con Lê lại gặp nhau tại mùa Giáng sinh ở Mỹ. Vì hai ca sĩ lúc nào cũng là hello anh đi sếp bảo. Yeah. Đợi 1-2 tiếng rồi ăn gần hết rồi mới qua, nhưng mà đang làm nha. Ồ có kìa. Ha, có đang làm mà cho hai mình kêu một người một cây. Ô mày đó, gì hấp dẫn. Trời ơi, làm sao cầm được ta? Tự không được mày. Người một cây hả? Người một cây. Wow, hấp dẫn quá luôn. Gần nó. Để cầm cây đi. Quang Lê á, một cây, đúng không? Dùng cái tương dùng cây đi. Cầm đi. Ông này á, cho tôi cầm cây đi, đúng không? Cầm cây đó. Để nó rớt á. Thấy chưa? Hả? Nhiều nè. Một người một cây.
Ok không? Wow. Thích yêu quá Quang mọi người. Quang Lê một cây, Quang Lê một cây, ăn xong 3 ngày sống ăn tiếp. Ăn xong 3 ngày sống ăn tiếp. Wow. Hai con tôm hùm. Đó là hai cái một người một cục. Ăn xong cái này qua xung sức. Đó ăn luôn hả anh? Cái này xung sức lắm này. Tủy, tủy á, ăn bún tủy ăn bò. Quang Lê cầm đẹp chưa hả? Đó. Rồi, Quang Lê cầm nè. Trời ơi hấp dẫn quá luôn mọi người ơi. 12 kg. 12 kg hả? Rồi, cái 8 cái 7 thôi. Mọi người ơi, coi cái cây này. Cái này là thịt bò ha anh? Thịt bò à, cái phải khủng long đâu hả? Quá là ngon luôn mọi người ơi. Đây là sếp Bảo, một người rất là nổi tiếng mà ổng là ổng mà nhì thì không ai nhất, ổng nấu rất là ngon. Nè, hôm nay có rượu Louis 13 nữa, đây là chai rượu 4.000 đô. Cái này vừa này vừa nấu vừa uống cái này hả? Quá sang hả? Nó thơm ghê luôn á. Smell so good. Thường thường á, ăn tôm hùm trước. Rồi thịt sao có tôm hùm đây á, người hai con. Vâng lên hai con. Hai con hả? Vô hai con, đây kiểu đầy đủ hết trơn rồi. Trời ơi. Ăn hai con luôn á anh. Còn cái vỏ này đem về kỷ niệm này đó. Ăn hai con, anh bắt ăn hai con này Thanh. Lên đó, có cầm hai con kìa. Đây. Đời nào mà chịu nổi nữa quý vị. Đây, ăn cái này xong là coi như là 3 ngày sau mới đói bụng tiếp tục. Con này khác. Ồ, con tôm này làm ra đấy nè, ngon quá nè. Cái đó là làm xong. Đây nè quý vị, con tôm xong rồi đó nha, rất là ngon. Cua Canada nữa, thôi bây giờ mình phải đi, mình sẽ đi rửa tay một cái mình ăn nha. Rồi ok, tới trễ quá ăn gần hết nha, hồi nãy nhìn nó đẹp hơn chút xíu. Hồi nãy chứ Bảo làm tiền từ lúc mấy giờ? Mở cây luôn về sắp trên không nè, đúng không? Hình như đang mở rồi kìa. Thôi cán, nhiêu đó uống đủ chứ. Uống cái chai đó rồi mà mở tiếc lắm, từ lúc hết đã. Đừng mở nữa tiếc lắm, nhiêu đây thôi. Ok, hôm nay Quang Lê sẽ uống một shot rượu Louis 13. Đây là chai rượu 4.000 đô la. Mình không biết uống nhưng mà phải uống cho biết quý vị à. Nếu mà vậy uống là tôi quay cho Thanh Lê, cho Thanh Lê uống đi. Dạ. Thanh Lê mời Thanh Lê vào uống chai rượu là Louis 13 nha. Mời Thanh Lê một shot rượu 200 đô la nha. Còn ít thôi, đừng ăn được nhiều. Ít thôi, 200 hả? Vô vào, thưởng thức shot rượu 200 đô la. Brenda, cảm ơn. Đây một người chút xíu nè. Qua cầm cho chui thôi. Anh bảo đi đó. Hi McClaw, coming in. Còn ly không cho ly, cái ly không có ly kìa. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings you bring to you and your King. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas, everybody. Okay. Yo, yeah. Cheers. Hôm nay Quang Lê lần đầu tiên uống chai rượu của ông vua Napoleon. Wow. Đi Pháp về, lên trên cái Khải Hoàn Môn mà do ổng xây lên á, là tất cả mà đại lộ đều đổ về đó hết. Vừa rồi đi thăm cái Khải Hoàn Môn của ông vua thứ 13 Napoleon và uống rượu của ổng luôn. Tỷ phú uống cơ mà. Hôm nay tôi được share để phú quốc bê tuyền nguyễn. Là ca sĩ rất là tuyệt vời ạ. Ăn một cái dĩa Hermes nha. Đây, hải sản trước thịt sau. Hải sản hả? Rồi một con tôm hùm, một cái này thấy no rồi. Con này hả? Con này ăn gì chứ nhiều quá không đi. Anh chọn món nào mà cho Lê ăn no lần một thôi chứ không ăn nữa. Lê sẽ ăn cái con tôm này. Đó, ăn con tôm tôm no, không được ăn món khác. Vậy đó. Con tôm. Vậy đi hết Lê, anh Thành ha. Khỏi được ăn nhiều, mất công lắm. Đúng rồi. Mất công nó chịu nặng lắm á. Mất công nó chịu nặng lắm á. Chịu nặng. Thôi ăn gì không sao, lâu lâu có dịp lễ để cho anh Lê thả vàng bữa nghe. Quang Lê nói là Quang Lê đến đây chủ yếu chụp hình. Đến đây chủ yếu chụp hình thôi chứ không ăn uống gì hết trơn á. Không ăn uống gì đâu. Nước rượu nữa. Dạ. Đây, rượu Louis 13 đây. Quá ngon. Cho đứng ghé cho tiếng kìa. Dạ rồi ạ.
Làm vậy nó mới chín nha, hồi nãy là nó chưa chín, anh chỉ cần dùng nồi không anh truyền vô thôi. Ô mày cắt hết mỏng. Đi vào từng layer này, cơ vô từng layer anh cắt này. Ô mày cắt ngon quá anh ơi. Đó, anh bảo là ngon quá anh bảo ơi, chịu không nổi luôn. Đây, ngon quá mọi người ơi. Đây, cho vô một miếng nữa nè. Miếng nhỏ nha. Miếng nhỏ. Cảm ơn anh. Miếng nhỏ ngon. Miếng thôi, ok bỏ miếng nè. Đây là, đây quý vị nha, qua lấy sẽ thử miếng này nha. Thơm lắm anh ơi. Em đã được ăn một lần rồi nhưng em nghĩ hương vị nó không thay đổi. Tại trong cái thịt này á, anh marinade nó rất là thấm và ngon lắm. Thử nha. Bọn mình là người thích ăn món ăn Việt Nam nhưng mà lần này ăn món ăn Tây. Mà biết khẩu vị này á. Cái này hơi thanh. Cái này tủy bò nữa nè. Đó, nó kiểu màu nữa. Màu lấy lớn. Từ cái tủy bò ra nè, đó cái màu lớn bơ giống như bơ vậy đó ha, đó cái màu lớn yeah. Anh có biết là cái thịt quen làm á, nó thấm mà nó ngon lắm luôn. Nó rất là ngon quý vị ạ. Tại vì anh bảo là không có lo đói bụng. Cảm ơn Bảo nha. Ngon ok quá. Đây là cái phòng khách nha quý vị. Đây là cây Noel của cái biệt thự 60 triệu đô la. Đây là một cái phòng khách nhỏ thôi nha. Đây là một cái đàn piano trị giá 120.000 đô la. Đây là gia đình và con dâu Á Đông quý vị nhé. Đây con dâu người Việt Nam nè quý vị. Đấy, rất tuyệt vời phải không? Đây mọi người ơi. Oh, wow. Ngon quá anh ơi. Khoan. Oh, giỏi quá. Good, my brother ơi. It's good, it's good. Okay. Rồi mời Ngọc Hà dùng nha. Chị dùng đi. Cái này là PK cho mọi người đấy. Lê ăn chưa? Lê có ăn rồi. Chút nữa Lê ăn tiếp. Lê ăn hiệp 3 rồi, bây giờ lại ăn hiệp 4. Hồi nãy giờ là ăn từ 4 giờ chiều rồi. 6 và hiệp 7. Ủa cái này là hâm rồi đó hả? Đây, có muốn con này to hơn không? Con này to hơn nè. Đây nè. Đây. Ngồi để cho ta ăn đi, chụp hình gì nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Ăn đi mọi người. Cái này đâu phải cô dâu chú rể đâu mà chụp đi. Cho nó bình tĩnh nè ha. Ăn cái pan rất là ngon lắm hả? Ngon lắm đi ăn rồi, ngon lắm. Đây là anh Việt Anh. Yummy. Wow. Chúc để cho ông ăn cái thịt bò xong như thấy nhức nhối luôn, ngon lắm. Thịt bò là xuất sắc luôn á. Cái này là một trong những người bạn thân. Rất là thân. Còn đây là cục cưng của tôi là cái thân Huyền. Người bạn thân mà tên buồn. Có cái bài hát người bạn thân tên buồn. Nói chung là everybody eat a water grill and all that. It's just as good as this. Those are shit, right? Hạ thử đỏ chứ ngon lắm. Chia lên cái này. Nghe nói cái chai này 10.000 năm mới đào lên đó nghe. Tối này phải là duyên quê. Ok quê. Cái ô mực măng này là chỉ có người thân mới mở. Ok ok. Ô, đây là chai này. Em cầm cái chai đúng không? Cái chai em luôn đó, em uống đi. Ô, cái này ô gì? Ô plus one hả? Ô plus one. Ô plus one. Nói nè, rượu ngon và có bạn đúng không? Rượu ngon bạn hiền đúng không?
mày sao mày nói mày là nhiều năm rồi vậy? Đây. Chai rượu 1.000 đồng lần đầu nghe luôn á. Quý vị có biết là hồi xưa mà trước khi Quang Lê đi hát là Quang Lê hồi đó là technician của karaoke không? Nên Quang Lê biết chỉnh âm thanh thì cũng rất là dữ dội vậy không? Chàng giỏi. Đúng không em? Hồi xưa là đi bán karaoke. Bán karaoke. Trong thời bus đoàn hả? Dạ, đúng. Nhưng mà Lê là bậc dưới, còn anh là bậc thầy. Yeah. Anh Việt Anh là âm thanh là sư phụ rồi. Mọi người ơi, mọi người nhớ giùm Lê là ngày 6 tháng 3 tại nhà hàng Dynasty sẽ là live show Quang Lê hát với người tình. Yes, yes. Bây giờ mình tặng cho vợ mình một nhạc phẩm của Ngô Thị Miên, Niềm Phút Cuối. Dạ, bài hay đó. Dạ. Đêm nay nhìn nghe mặt trời đang mưa. Tôi kìa, Lê đang quay lên mình Facebook á. Mình đã quen nhau 2 năm. Trời. Anh vẫn yêu em đấy, anh cứu như vậy. Lê, mày cứu tao Lê. Phim ảnh. Thôi giọng ông trầm như Trần Thái Hòa luôn á. Kể chuyện Trần Thái Hòa. Oh. Bảy là anh kêu Việt Anh với Trần Thái Hòa đi show. À. Mình đi xe đường vũ. Trần Thái Hòa đi khác. Hai thằng ngủ chung một phòng. À. Mời bà Thúy Lan ngày hôm sau bà nói: Việt Anh, sao đêm qua em tự nói chuyện độc thoại mình hoài vậy? Yeah. Tại giọng hai thằng nó giống nhau quá. Dù cho tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mê hay cho bão tố có kéo qua đây. Dù có gió lặng đây, có tuyết buồn lầy, có lá buồn gầy, xin cho tôi như cơn ngủ. Dù em đưa em một lần, dù em vào đưa em vào đường một thời yêu thương. Cho tôi xin em như gối mộng, cho tôi ôm em vào lòng, xin cho một lần cho đến mặn nồng yêu thương vợ chồng. Tình đời dù sao khi đưa ta vẫn yêu. Hay quá anh, quá hay luôn, bất ngờ luôn á. Nhưng mà thôi anh đừng nên đi làm ca sĩ, đi làm cái việc anh hiện tại nhiều tiền hơn. Mối của em quá. Happy holiday to everybody. Happy holiday to you too. I would like to introduce myself. Okay. I am your daughter-in-law best friend. Oh, you are? Okay. And I know her for 20 years. Oh. And I'm so glad, happy that my best friend have a great family right now. Yeah, she loves to sing too. Yes. And now Chira has been singing along with me. Oh, has he? Yeah, I am the Vietnamese singer. Oh, okay. Yeah. We'll have to listen to you sometime. I hope there's a band here I can sing and dedicate to all of you right now. Oh, yeah. And I would like to say hi to Grandma. Grandma. Hi, Grandma. Hello, Grandma. You look so gorgeous, beautiful. Thank you. I love your hair. Oh. You know, she look like Rose. You look so beautiful. Grandma. Like Rose in the Titanic. Yeah. She's so beautiful. She's baby. Yeah. You look so great and healthy. You will live long and longer. I'm
long so, live long yes. and prosper. That's my dream age. You got it. Like these two together and separate right there. You got it. But this one I cannot. Like this, the family reunion in the holidays, I only see in movies. Oh! So I'm so proud and glad that I'm here with everybody. Yeah. So you're part of the family then? You just didn't know it. Yeah. We'll adopt you. Yeah, we adopt everybody. Thank you so much. Kính thưa mọi người, là gia đình của chồng bạn của Quang Lê là rất là yêu thương Quang Lê và nhận Lê là con trong gia đình luôn ạ. Thank you for adopting me as a member of family. And you look like just one of the beautiful, like old women. You know what I mean? I didn't mean that. Never mind. I didn't mean that. Okay? Yeah. See, this is the role model. I have to learn. I have to get up some weight too. Famous singer. Yeah, that's what he said. He loved my singing. He listened to my song every day. Yeah.